Lực lượng công an Việt Nam vừa tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, ngay tại cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc hơn 15 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2018. Lực lượng chức năng canh phòng rất nghiêm ngặt. Theo thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, vào chiều 4 tháng 1, sau chuyến bay từ Singapore về đến Việt Nam, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và điều tra theo quy định của pháp luật. Ông Phan Văn Anh Vũ sinh năm 1975, trú tại thành phố Đà Nẵng, đã bị công an Việt Nam khởi tố và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với ông Vũ. Khi bỏ trốn, ông... Lực lượng công an Việt Nam vừa tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, ngay tại cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc hơn 15 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2018. Lực lượng chức năng canh phòng rất nghiêm ngặt. Theo thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, vào chiều 4 tháng 1, sau chuyến bay từ Singapore về đến Việt Nam, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và điều tra theo quy định của pháp luật. Ông Phan Văn Anh Vũ sinh năm 1975, trú tại thành phố Đà Nẵng, đã bị công an Việt Nam khởi tố và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với ông Vũ. Khi bỏ trốn, ông Vũ đã vi phạm luật di trú của Singapore và bị trục xuất.